Kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý bác sĩ, hôm nay em xin phép được trình bày bài báo cáo với chủ đề là chẩn đoán sơ phổi vô căn, hội chẩn đa chuyên khoa. Nội dung trình bày của em gồm 3 phần. Phần 1 đấy là tổng quan về bệnh sơ phổi vô căn, phần 2 thách thức trong chẩn đoán và phần 3 đấy là vai trò của hội chẩn đa chuyên khoa trong sơ phổi vô căn. Em đi vào phần đầu tiên đấy là tổng quan về bệnh sơ phổi vô căn. Thì sơ phổi vô căn là bệnh sơ hóa tổ chức phổi và không tìm thấy nguyên nhân. Viết tắt là tiếng tên tiếng Anh là IPF. Đây là bệnh tiến triển mãn tính với cái đặc điểm là phát triển tổ chức sơ ở phổi dẫn đến suy giảm chức năng phổi theo thời gian. Và về sinh bệnh học thì đến hiện tại thì chưa tìm ra được cái nguyên nhân gây sơ phổi, nhưng mà nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tổn thương phế nang lặp đi lặp lại. Và với cái việc tổn thương phế nang như vậy, những cái tái tạo sửa chữa nó sẽ xuất hiện cái tình trạng tăng sinh sơ bất thường ở phổi. Và dẫn đến cái tình trạng sơ ở phổi, suy giảm chức năng phổi. Sơ phổi vô căn là một cái nguyên nhân thường gặp nhất trong nhóm viêm phổi kẽ vô căn. Đây là nhóm lớn nhất trong tổng số 200 nguyên nhân của bệnh phổi mô kẽ. Hiện tại thì chưa tìm thấy nguyên nhân của sơ phổi vô căn. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy có thể xác định được một số các yếu tố nguy cơ của sơ phổi vô căn. Cái nhóm yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh nhân đã được ghi nhận đấy là về tuổi, giới, tiền sử hút thuốc lá, một số chủng virus, hội chứng trào ngược dạ dày thực quản và một số bất thường của gen. Còn nhóm nguyên nhân mà liên quan đến môi trường thì người ta cũng thấy rằng là những cái bệnh nhân thì có liên quan đến cái nghề nghiệp như là nuôi chim hoặc là những cái nghề chăn nuôi khác, những cái nghề nghiệp mà tiếp xúc với các bụi từ rau hoặc là động vật, bụi kim loại, rồi những nghề nghiệp khi cắt mài đá hoặc là cắt tóc. Về nghiên cứu về các dịch tễ của sơ phổi vô căn thì ghi nhận các nghiên cứu về ước tính cái tỷ lệ sơ phổi vô căn thì thấy là các kết quả nghiên cứu thì khá chênh lệch. Trên slide thể hiện cái 4 cái nghiên cứu, 2 nghiên cứu tiến hành ở Anh và 2 nghiên cứu tiến hành ở Mỹ, thì thấy rằng là một cái nghiên cứu tiến hành ở Anh trong vòng 12 năm ở trên cái đối tượng 40 tuổi ở bắt đầu thời điểm chẩn đoán thì thấy tỷ lệ người mắc sơ phổi vô căn trên 100.000 người dân là 4.6. Nghiên cứu thứ hai cũng ở Anh và tiến hành trên đối tượng cũng 40 tuổi trở lên thì thấy tỷ lệ mắc người trên 100.000 dân đấy là 7.4. Hai nghiên cứu ở sau thì là của Mỹ, thì đây là những cái nghiên cứu ở trên đối tượng 18 tuổi, thì một cái nghiên cứu tiến hành từ năm 1996 đến năm 2000 thì thấy là tỷ lệ mắc phân bố theo các lứa tuổi thì dao động từ 6.8 đến 16.3. Và nghiên cứu thứ hai là ở trên cái đối tượng người trên 50 tuổi thì thấy rằng là cái tỷ lệ mắc dao động từ 8.8 đến 17.4. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ mắc sơ phổi thì tăng theo lứa tuổi và gặp nhiều ở nam giới hơn. Trên slide thì là cái sơ đồ biểu hiện tỷ lệ nghiên cứu sơ phổi hàng năm ở Mỹ, thì kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ mắc cao nhất ở người trên 75 tuổi, thấp hơn là ở 65, 74 và cái tỷ lệ thấp hơn ở các lứa tuổi trẻ hơn. Và đặc biệt là với mỗi nhóm tuổi thì cái tỷ lệ mà nam giới mắc thì bao giờ cũng cao hơn ở nữ. Ước tính cái tỷ lệ ca mắc thì các nghiên cứu người ta ước tính rằng là cái tỷ lệ mắc sơ phổi sẽ gia tăng theo thời gian. Vì lý giải về điều này thì người ta thấy rằng là vì cái tiền sử tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, nguyên nhân thì chưa rõ, nhưng mà cái tiền sử tiếp xúc với yếu tố nguy cơ thì các yếu tố nguy cơ của sơ phổi vô căn thì nó có xu hướng gia tăng. Và điều này thì người ta cũng ước tính rằng là trên những cái bệnh nhân mà sơ phổi vô căn thì cái tỷ lệ nó sẽ tăng dần. Và trên slide thì chúng ta cũng thấy rằng là sau 45 năm và khởi đầu người ta tính từ cái thời điểm 2005 thì số tỷ lệ mà ước tính IPF ở Mỹ thì nó tăng lên gấp đôi. Ở thời điểm 2005 là xấp xỉ 10 người trên 100.000 người, thì đến năm 2050 thì con số đấy nó tăng gần gấp đôi. Về tiên lượng của nhóm sơ phổi vô căn thì với cái đặc điểm của bệnh, đây là một cái tình trạng mà nó tiến triển, tăng dần mất cái chức năng phổi và nó không hồi phục. Cho nên là ước tính cái thời gian sống thêm từ 2 đến 5 năm tùy theo các nghiên cứu, và cái tiên lượng bệnh nhân thì rất xấu. Trên slide thì cũng đã thể hiện cái kết quả nghiên cứu để so sánh cái thời gian sống 5 năm ở bệnh nhân sơ phổi so với cả những cái nguyên nhân mà gây ung thư. Thì sơ đồ cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ người sống
cái tỷ lệ người bệnh nhân mắc xơ phổi mà sống 5 năm thì của so sánh với các ung thư khác thì thấy cái nhóm này thấp hơn rất nhiều, và cái tỷ lệ bệnh nhân xơ phổi sống 5 năm nó chỉ cao hơn ở bệnh nhân ung thư phổi và ung thư tụy. Em đi xin chuyển vào cái nội dung thứ hai, đấy là những cái thách thức trong chẩn đoán xơ phổi vô căn. Thì chẩn đoán xơ phổi vô căn là một cái quá trình mà rất là khó khăn và phức tạp. Và trên thực tế thì sẽ dựa vào ba cái yếu tố. Một là các bác sĩ phải loại trừ các nguyên nhân dẫn đến cái tổn thương viêm phổi kẽ. Và yếu tố thứ hai đấy là có thể chẩn đoán xác định dựa vào những cái tổn thương đặc hiệu trên phim chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao. Và trong trường hợp mà bệnh nhân mà không có những cái tổn thương đặc hiệu trên chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao thì phải xác nhận cái tình trạng bệnh bằng cái sinh thiết. Tuy nhiên trên thực tế thì sinh thiết phổi là một cái kỹ thuật xâm lấn mà rất nhiều bệnh nhân chúng ta có thể không thực hiện được, vì bệnh nhân với cái đến thầy thuốc với cái tình trạng là bệnh nặng. Để phát hiện sớm các trường hợp mà nghi ngờ xơ phổi vô căn là một cái điều kiện mà tiên quyết để giúp cho cái việc mà chẩn đoán sớm và điều trị sớm, giúp cho bệnh nhân sẽ có cái tiên lượng tốt hơn. Và cái những cái thách thức trong chẩn đoán sớm của xơ phổi vô căn là xảy ra đấy là do cái triệu chứng nó không đặc hiệu. Và nhiều những cái bệnh nhân mà chẩn đoán xơ phổi vô căn chỉ đến với bệnh viện sau 5 năm mà có các triệu chứng khởi phát, thì đây là một con số mà chúng ta thấy rằng là nó khó khăn trên thực tế lâm sàng. Những cái triệu chứng mà nghĩ nhiều đến xơ phổi vô căn trên lâm sàng đấy là bệnh nhân có dấu hiệu ho khan, khó thở khi gắng sức mà không giải thích được lý do, nghe phổi thì thấy có rano tập trung ở hai đáy phổi, đo chức năng đo hô hấp ký thì thấy có biểu hiện của rối loạn thông khí phổi hạn chế, và một số nhóm bệnh nhân thì có ngón tay dùi trống. Thì với những cái đặc điểm của cái về lâm sàng như vậy thì rõ ràng là trên thực tế lâm sàng có rất nhiều những cái triệu chứng chồng lắp của các bệnh khác và có những cái triệu chứng giống như xơ phổi vô căn, cho nên đây là chính là cái lý do làm rào cản làm cho bệnh nhân xơ phổi vô căn không được chẩn đoán sớm để có thể được tiếp cận điều trị sớm. Về tiêu chuẩn tổn thương trên chụp cắt lớp vi tính thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn chẩn đoán hàng đầu của xơ phổi vô căn. Và các nghiên cứu thì người ta thấy khoảng 50% các trường hợp chẩn đoán xác định xơ phổi vô căn dựa vào chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao với cái phù hợp trên lâm sàng và không cần phải sinh thiết phổi. Và với cái hướng dẫn của các hiệp hội về cái tiêu chuẩn tổn thương trên chụp cắt lớp vi tính thì cũng đã đưa ra có cái sự đồng thuận giữa các hiệp hội như là Hội lồng ngực Mỹ, Hội hô hấp châu Âu, Hội hô hấp Nhật Bản và Hội hô hấp của Ấn Độ, thì đã đưa ra những cái tiêu chí để đây là những cái tiêu chuẩn để giúp cho cái việc mà chúng ta chẩn đoán xác định xơ phổi vô căn dựa vào phim chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao. Đấy là những cái tổn thương bất thường xuất hiện ở chủ yếu ở vùng đáy phổi và dưới màng phổi, và cái phân bố tổn thương thì nó không đồng nhất. Tổn thương tổ ong kèm hoặc không kèm theo cái dấu hiệu của giãn phế quản hoặc giãn tiểu phế quản. Kèm theo nữa thì có thể xuất hiện thêm những cái tổn thương kính mờ nhẹ, những cái tổn thương dạng lưới hoặc là vôi hóa trong phổi. Thì đây là những cái tổn thương mà đặc hiệu trên phim chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao và giúp cho các nhà lâm sàng chúng ta tự tin để chẩn đoán xác định là bệnh nhân bị xơ phổi vô căn. Tiếp đến một cái kỹ thuật giúp cho cái việc chẩn đoán xác định xơ phổi vô căn đấy là về mô bệnh học dựa vào cái kết quả sinh thiết phổi. Và được chỉ định trong những cái trường hợp mà cái tổn thương trên phim chụp cắt lớp độ phân giải cao nó không điển hình của một cái tình trạng xơ hóa phổi. Tuy nhiên cái quyết định để sinh thiết phổi bằng phẫu thuật thì phải dựa vào cái hội chẩn đa chuyên khoa để đánh giá những cái nguy cơ tiềm tàng, những cái nguy cơ mà sẽ xuất hiện khi mà bệnh nhân có thực hiện cái kỹ thuật phẫu thuật. Thì đây là phải quan tâm đến vấn đề về tuổi, về bệnh lý đồng mắc, giai đoạn bệnh và kết quả chức năng hô hấp, và đặc biệt là những cái tổn thương tiến triển ở trên phổi. Sinh thiết phổi xuyên phế quản thì đây là cũng là một cái kỹ thuật mà đang được nghiên cứu, đang được phát triển để thay thế sinh thiết phổi mở, về những cái ưu việt về cái độ an toàn, ít xâm lấn, nó cũng đạt được cái hiệu quả chẩn đoán từ 74 đến 80%, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái kỹ thuật của thầy thuốc khi sinh thiết, và tỷ lệ tử vong thấp, và đặc biệt là những cái biến chứng rất là ít sau khi mà thực hiện kỹ thuật, ví dụ như là chảy máu hay là tràn khí, thì đây cũng là một trong những cái lựa chọn mà giúp cho các thầy thuốc lâm sàng.
về tiêu chuẩn của mô đệ học để chẩn đoán sơ phổi vô căn. Với cái việc xác định tổn thương sơ trên mô bệnh học, đấy là với cái biểu hiện là sơ đặc gây biến đổi cấu trúc bình thường, hay gặp những cái tổn thương tổ ong, sơ phổi xuất hiện từng mảng và phân bố dưới màng phổi hoặc cạch vách hoặc là cả hai vị trí, và đặc biệt đấy là dấu hiệu của các ổ nguyên bào sợi tại rìa của sơ đặc, thì đây là bốn cái dạng tổn thương mà nó đặc hiệu trong chẩn đoán sơ phổi, tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý sơ phổi. Hội chẩn đa chuyên khoa trong chẩn đoán sơ phổi kẽ thì được đánh giá bởi một nhóm bác sĩ chuyên khoa, và qua các nghiên cứu thì đây cũng là một hoạt động về thực hành tốt nhất trong chẩn đoán bệnh phổi mô kẽ, với cái việc là các hội đồng sẽ tiếp cận từng bước. Thứ nhất là phải khai thác kỹ về tiền sử, bệnh sử của bệnh nhân, đánh giá về cái tổn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao, và đặc biệt đây khuyến cáo là được đánh giá độc lập bởi hai bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, đánh giá về tổn thương mô bệnh học, và cuối cùng đấy là kết luận của một nhóm bác sĩ đa chuyên khoa. Và Hội Lồng Ngực Anh thì đã đánh giá rất cao tầm quan trọng của nhóm bác sĩ đa chuyên khoa tiến hành hội chẩn trong chẩn đoán bệnh phổi mô kẽ, và cũng đã đưa ra những cái số liệu chứng tỏ là gì, có đến 90% bệnh nhân sơ phổi được chẩn đoán bằng nhóm đa chuyên khoa. Và để tiếp cận cái việc mà để các thầy thuốc dễ dàng áp dụng những cái tiêu chuẩn tốt nhất để chẩn đoán IBS thì các hiệp hội lồng ngực ở một số nước trên thế giới đã đưa đến những cái đồng thuận. Trên slide thì đây là cái sơ đồ chẩn đoán để thầy thuốc dễ áp dụng chẩn đoán trong trường hợp mà bệnh nhân có nghi ngờ IBS. Thế thì với những cái trường hợp mà bệnh nhân các thầy thuốc lâm sàng nghi ngờ thì chúng ta sẽ phải khai thác về tiền sử, bệnh sử để đánh giá cái yếu tố nguy cơ của nguyên nhân gây nên những cái tổn thương phổi kẽ, rồi cái tình trạng bệnh liên quan, và sau đấy thì sẽ tiến hành làm các xét nghiệm chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao. Và với trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ và có cái tình trạng bệnh liên quan, và các xét nghiệm thăm dò mà giúp cho cái việc mà chẩn đoán xác định để loại trừ cái tổn thương IVF, thì đấy là chúng ta đã tìm ra cái chẩn đoán xác định. Còn nếu trong trường hợp mà không có xác định được cái nguy cơ nguyên nhân cũng như là cái tình trạng bệnh liên quan, thì cái việc mà phân tích cái hình ảnh trên phim chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao kết luận rằng là có tổn thương, chẩn đoán xác định là sơ phổi, thì cái đấy cũng giúp cho cái việc chẩn đoán xác định. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà trên tổn thương trên chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao mà chỉ thấy là có thể là sơ phổi, rồi không xác định sơ phổi, hoặc là còn đang nghi ngờ những cái tổn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao là do các nguyên nhân khác, thì bắt buộc phải tiến hành cái hội chẩn đa chuyên khoa để xác định cái việc quyết định những cái xét nghiệm, những cái kỹ thuật để điều trị, đánh giá thêm, xét nghiệm thêm để giúp cho cái việc loại trừ các nguyên nhân khác. Và sau khi có đầy đủ những cái xét nghiệm, sau khi thực hiện tất cả các kỹ thuật thủ thuật thì hội đồng đa chuyên khoa lại đánh giá lại và sẽ có cái quyết định cuối cùng xem là bệnh nhân này có bị sơ phổi vô căn hay không. Và với cái trên cái thực tế lâm sàng là rất khó khăn trong cái việc là được chẩn đoán sớm, thì cái nhu cầu bắt buộc phải đưa ra những cái tiêu chuẩn sàng lọc sơ phổi vô căn là cái điều mà rất rất cần thiết. Và trên slide thì em cũng chia sẻ một cái đồng thuận và cái chia sẻ kinh nghiệm của Hội Lồng Ngực Thái Lan về những cái tiêu chuẩn về X quang phổi, triệu chứng khó thở, nghe phổi có ran, rồi ho khan trên 2 tháng, cũng như là đo SpO2 giảm khi gắng sức, rồi chỉ số FVC thấp dựa vào kết quả đo bằng hô hấp khí. Thì đây là những cái tiêu chuẩn mà cái chia sẻ của Hội Lồng Ngực Thái Lan đưa ra, những cái tiêu chuẩn sàng lọc của sơ phổi vô căn. Và cái tiêu chuẩn này đưa đến thì cũng thấy rằng là nếu mà bệnh nhân có cái tiêu chí A, tức là có cái tổn thương mô kẽ ở hai thùy dưới ở phổi và trên người 40 tuổi và kèm theo ít nhất hai tiêu chí từ B đến F về triệu chứng khó thở, triệu chứng ho, rồi nghe răn nổ, đo SpO2 thấp và cái chỉ số FVC, thì người ta sẽ nghi ngờ là bệnh nhân này bị sơ phổi vô căn và sẽ chuyển đi khám chuyên khoa hô hấp để các bác sĩ chuyên khoa có thể đánh giá một cách rõ ràng nhất về chẩn đoán xác định. Và đợt cấp của sơ phổi vô căn thì đây là một cái diễn biến mà tiên lượng rất là kém ở bệnh nhân sơ phổi vô căn. Đây là một cái diễn biến rất là thường gặp trên sơ phổi vô căn. Và khi bệnh nhân có xuất hiện những cái đợt cấp của sơ phổi vô căn như vậy thì cái tiên lượng bệnh nhân rất kém. Với cái tiêu chuẩn chẩn đoán đấy là bệnh nhân đã được chẩn đoán sơ phổi vô căn
hoặc là mới được phát hiện nhưng mà khó thở tăng và không giải thích được các nguyên nhân khác trong vòng 40 ngày, 30 ngày. Các tổn thương ở trên trục cắt lớp vi tính độ phân giải cao thì xuất hiện mới rồi hai bên trên nền những cái tổn thương cũ không có bằng chứng nhiễm trùng và đặc biệt nó loại trừ các nguyên nhân mà gây những cái tổn thương suy hô hấp tính như là suy tim hay là tắc mạch phổi. Và cái đợt cấp của sơ phổi vô căn thì đây là một trong những yếu tố tiên lượng nặng rất 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 nặng của bệnh nhân sơ phổi vô căn và người ta thấy rằng là FVC càng thấp thì giảm càng nhanh thì đây là yếu tố nguy cơ của đợt cấp. Trên slide thì cũng thể hiện kết quả của ba nghiên cứu về cái tiên lượng của đợt cấp của sơ phổi vô căn. Thì cái nghiên cứu đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là 16% những cái bệnh nhân mà sơ phổi vô căn mà chức năng sẽ xuất hiện sơ phổi đợt cấp của sơ phổi vô căn ở trong trường hợp mà sơ phổi vô căn mà chức năng thông khí nó suy giảm ở mức độ nhẹ thôi. Nghiên cứu thứ hai thì thấy rằng là gì? Trung bình chung thời gian sống thêm ở những cái bệnh nhân mà có đợt cấp của sơ phổi vô căn thì khoảng 3 đến 4 tháng thôi, một cái thời gian rất rất ngắn. Và nghiên cứu cuối cùng thì thấy rằng là 50% những cái bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp của sơ phổi vô căn thì sẽ tử vong ở trong bệnh viện. Và diễn biến của sơ phổi vô căn thì với những cái biểu hiện lâm sàng rất khó dự đoán và thay đổi. Thì trên slide cũng cho ta thấy rằng là diễn tiến của sơ phổi vô căn thì một là có thể là bệnh nhân sẽ tử vong rất nhanh như cái đường biểu diễn A. Rồi ở mức độ trung bình là bệnh nhân diễn biến từ lúc triệu chứng đến lúc nặng trung bình ở đường lai C và mức độ mà chậm hơn đường lai D. Và có một cái hình gọi là hình lai B đây, hình khúc mắc, tức là có những cái bệnh nhân mà bắt đầu từ lúc xuất hiện triệu chứng thì bệnh diễn biến chậm thôi trong vòng 1 năm rưỡi, sau đấy thì cái tình trạng nặng rất sụt giảm rất nhanh, sau đấy thì một giai đoạn lại ổn định và cuối cùng thì bệnh nhân sẽ tử vong. Và cái tiên lượng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân sơ phổi vô căn thì người ta cũng xây dựng nên và cả trên lâm sàng thì cũng đã được đánh giá, đấy là người ta đưa ra cái chỉ số gáp giúp cái tiên lượng tỷ lệ vong ở bệnh nhân sơ phổi vô căn dựa vào cái giới tính, dựa vào tuổi và dựa vào chức năng hô hấp. Chức năng hô hấp để đánh giá đây là chỉ số FVC và DNCO. Và với cái việc mà FVC thấp, DNCO thấp và tuổi cao và giới nam thì cái đấy là cái tiên lượng nặng ở bệnh nhân sơ phổi vô căn. Em đi vào phần nội dung cuối cùng, đấy là vai trò của hội đồng đa chuyên khoa trong sơ phổi vô căn. Thì trong cái phần mà lập luận chẩn đoán thì cũng thấy rằng là hội chẩn đa chuyên khoa là một cái thực hành tốt để trong chẩn đoán sơ phổi vô căn. Và vai trò của hội đồng đa chuyên khoa đã được khẳng định, đấy là cải thiện cái tính chính xác trong chẩn đoán. Hội đồng đa chuyên khoa cũng giúp cho cái giảm nguy cơ về điều trị chậm, rồi điều trị không đúng và tránh những việc chỉ định những kỹ thuật chẩn đoán không cần thiết. Và hiện nay thì các chuyên ngành khuyến cáo là hội đồng đa chuyên khoa thì bao gồm các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, cơ xương khớp thì tùy từng ca bệnh, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh. Và theo khuyến cáo của hội bộ Fisher thì hội đồng đa chuyên khoa sẽ hoạt động và tiến hành hội chẩn cho những cái bệnh nhân mà có triệu chứng trên lâm sàng và hoặc không có những cái tổn thương trên CT mà chưa xác định được. Hội đồng đa chuyên khoa sẽ quyết định xem là những cái bệnh nhân này làm thêm những kỹ thuật và xét nghiệm gì. Rồi sau đấy thì sẽ tổng hợp các đặc điểm về lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, mô bệnh học, sau sinh thiết và đánh giá lại cho bệnh nhân. Rồi nếu mà trong trường hợp mà không có cái kết quả về mô bệnh học thì hội đồng đa chuyên khoa sẽ đánh giá về các yếu tố ở trên bệnh nhân như là tuổi, giới, hút thuốc, kết quả của các kỹ thuật như là dịch rửa phế quản và đặc biệt nữa là xem cái tiến triển của bệnh để đưa ra cái chẩn đoán xác định. Thì đây là những cái hướng dẫn hoạt động của hội đồng đa chuyên khoa. Trên slide này thì cũng cho thấy rằng là gì, những cái trường hợp nghi ngờ thì sẽ dựa vào cái kết quả tổn thương trên trục cắt lớp vi tính độ phân giải cao cũng như là kết quả mô bệnh học để chúng ta đưa đến một cái chẩn đoán đồng thuận là bệnh nhân có mắc sơ phổi vô căn hay không mắc sơ phổi vô căn. Đây là cái tiếp cận của cái hội đồng đa chuyên khoa. Và điểm qua các nghiên cứu về cái vai trò hoạt động của đa chuyên khoa thì một cái nghiên cứu được công bố vào năm 2021 rất gần đây, nghiên cứu trên 100 bệnh nhân mà được thực hiện hội chẩn bởi hội đồng đa chuyên khoa thì cũng thấy rằng là bệnh nhân sẽ được hưởng lợi rất nhiều vì hội đồng đa chuyên khoa về chẩn đoán chính xác cũng như là về giáo dục về bệnh, về chăm sóc của rất nhiều chuyên khoa tham gia vào những cái thử nghiệm lâm sàng, được quyết định điều trị những cái phác đồ để kiểm soát được bệnh và đặc biệt nữa là tham gia vào cái mạng lưới chăm sóc. Một cái nghiên cứu được công bố ở Anh năm 2016, nghiên cứu trên gần 320 bệnh nhân trong thời gian 5 năm được theo dõi dọc và những bệnh nhân này được hội đồng đa chuyên khoa
hội chẩn để xác định thì cũng thấy rằng là đưa ra kết luận để hội đồng đa chuyên khoa chẩn đoán được 76% những cái trường hợp mà trước đây không có chẩn đoán chắc chắn. Và chẩn đoán trước hội chẩn thì không chính xác trong hơn 50% trường hợp. Và kết luận thảo luận về điều trị hội đồng đa chuyên khoa thì quyết định thay đổi điều trị ở 40 đến 50% các trường hợp. Một cái nghiên cứu được đăng tải trên trên tạp chí của Hội hợp Canada vào năm 2020, thì trên slide các quý vị đồng nghiệp cũng thấy rằng là so sánh cái chẩn đoán của trước hội chẩn và sau hội chẩn, thì trước hội chẩn thì có 52 bệnh nhân là chẩn đoán là viêm phổi kẽ không đặc hiệu, nhưng mà sau khi mà được hội chẩn thì không còn cái trường hợp nào được chẩn đoán như vậy. Rồi bệnh nhân chẩn đoán là IBS trước hội chẩn là chỉ có 24 bệnh nhân thôi, nhưng mà sau đấy thì tăng 34 bệnh nhân. Thì đây là những cái số liệu thực tế của các đánh giá được cái thực hành tốt của hội đồng đa chuyên khoa. Và đây là cái kết quả nghiên cứu cũng đã được công bố trong thời gian rất gần đây, từ năm 2019, thì cũng thấy rằng là sau khi được hội chẩn bởi hội đồng đa chuyên khoa thì những cái chẩn đoán của trước như là tổn thương phổi kẽ không phân loại được, rồi gì sơ phổi vô căn thì cũng đã được chẩn đoán xác định. Và hội chẩn đa chuyên khoa thì cũng đã được khẳng định là nó giúp cho cái việc mà cải thiện, đưa ra những cái phác đồ điều trị đúng. Và trên slide đã thể hiện kết quả nghiên cứu của Rahu và cộng sự năm 2018 thì cũng thấy rằng là có cái sự thay đổi rõ rệt của cái phác đồ điều trị trên bệnh nhân. Và với cái thực trạng và hoạt động của tại Việt Nam đối với sơ phổi vô căn, thì trong slide này thì em muốn trình bày đấy là rất nhiều những cái bệnh nhân sơ phổi của Việt Nam thì chưa được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Và kỹ thuật thì chụp cắt lớp, chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao thì hiện tại thì rất dễ dàng thực hiện ở nhiều bệnh viện tuyến trung ương và địa phương. Thì đây là một cái kỹ thuật rất là quan trọng trong chẩn đoán phổi kẽ. Sinh thiết phổi mở thì chưa được phổ biến, tuy nhiên thì cũng đã có rất nhiều các trường hợp trên thực tế là đã được thực hiện để chẩn đoán xác định về mô bệnh học. Tỷ lệ bệnh sơ phổi vô căn ở Việt Nam thì chưa được thống kê. Chúng em cũng biết rằng là hiện tại thì hội Việt Nam cũng đã cùng với các chuyên gia của rất nhiều các hội để xây dựng một cái quyển hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi mô kẽ, và sẽ xuất bản trong cái thời gian gần nhất. Và đây cũng chính là những cái tài liệu mà rất rất cần thiết cho các bác sĩ để giúp cho các bác sĩ chúng ta chẩn đoán và điều trị sớm bệnh nhân sơ phổi kẽ. Một số bệnh viện Việt Nam thì đã có thành lập cái hội đồng chuyên môn hội chẩn đa chuyên khoa, bao gồm các chuyên khoa về hô hấp, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh cơ xương khớp, miễn dịch dị ứng lâm sàng, phẫu thuật lồng ngực. Thì đây là một cái mô hình mà rất là tốt để cho việc mà chúng ta tiếp cận cái chẩn đoán cũng như là đưa ra những cái phác đồ điều trị tốt cho nhóm bệnh nhân này. Và trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của em về tổng quan về sơ phổi vô căn, chẩn đoán cũng như là vai trò của chẩn đa chuyên khoa. Em có một số kết luận trong bài trình bày của mình. Một là sơ phổi vô căn thì đây là một cái tình trạng tiến triển sơ hóa dẫn đến suy giảm chức năng phổi không hồi phục, tiên lượng rất xấu và tỷ lệ tử vong cao. Sơ phổi vô căn thì thường được chẩn đoán và điều trị rất muộn, và chẩn đoán và điều trị sơ phổi vô căn thì dựa vào triệu chứng lâm sàng, kết quả tổn thương trên trục các lớp vi tính độ phân giải cao, mô bệnh học. Và đặc biệt thì vai trò của hội đồng đa chuyên khoa đã được khẳng định là rất quan trọng trong việc chẩn đoán, điều trị và theo dõi cái bệnh sơ phổi vô căn. Bài trình bày của em đến đây là hết. Em xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp.